Mình sẽ chấm với cái tương ớt này. Ok, mời các bác nhá. Cái này chấm với tương ớt thì hợp, chấm gia vị cũng hợp lắm. Xin chào tất cả các bác, tôi vừa mới ngủ dậy. Thì thời tiết ở Hà Nội hiện nay nó rất là khét, rất là rét. Giọng nó đang khê. Trời rất là âm u rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip nấu một cái món rất là ngon để mời các bác thưởng thức vào ngày cuối tuần. Xin chào các bác nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái món ăn rất là ngon, một cái món đặc sản của ở miền trong, ở từ khu vực Việt Nam. Đó chính là món bạch tuộc nướng sa tế. Thì nguyên liệu gồm có bạch tuộc. Đây chính là một con bạch tuộc này. Con này thì có còn gọi tên khác như là con mực chùm. Có rất nhiều tên gọi khác. Nhưng mà chúng ta vẫn quen gọi là con bạch tuộc. Thì bạch tuộc sau khi các bạn mua về thì tốt nhất là nên mua những con bạch tuộc tươi, tại vì ăn tươi là tốt nhất. Thì chúng ta tiến hành sơ chế như là chúng ta sẽ bỏ cái phần ruột của nó đi này, bỏ cái phần ruột vệ sinh qua nhé. Thì các bác có thể vệ sinh bạch tuộc bằng cách là dùng rượu này, dùng giấm này, hoặc là dùng nước muối, có rất nhiều cách để vệ sinh để cho khử bớt cái mùi tanh của bạch tuộc đi. Thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành tẩm ướp bằng cái này. À không phải cái này. Cái này. Cũng không phải cái này. Cái này. Ồ không phải. Đây. Chúng ta sẽ tẩm ướp bằng cái sa tế tôm này. Và thêm một chút cái này nữa. Đây chính là cái củ sả các bạn ạ. Củ sả tươi nhá. Và thêm một chút ớt tươi. Ớt tươi thì các bạn có thể nướng lại được, hoặc là tốt nhất là mình thích ăn cái phần tươi hơn, nướng lên nó ăn nó hăng, nó mặc dù nó đỡ mùi hăng hơn nhưng mà cái ăn tươi nó có cái vị riêng của nó. Và ướp một chút mình chính gia vị. Cho ít thôi, không cho nhiều nhá. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành trộn đều các nguyên liệu với nhau. Đây chính là cái bạch tuộc sau khi mình ướp, gồm có này sa tế, hạt tiêu. Cái lọ này chính là lọ hạt tiêu các bạn ạ. Còn cái lọ này thì không phải mắc khén đâu các bạn nhá. Đây chính là lọ hạt tiêu đen thôi. Mình cũng ít khi dùng các cái gia vị của Tây Bắc như mắc khén hay là dồi đâu. Thì sau khi trộn đều cái này lên, chúng ta sẽ chờ khoảng 15 đến 20 phút cho cái gia vị nó ngấm vào trong cái con bạch tuộc này. Và chúng ta sẽ tiến hành nướng cái này nhá. Còn cái lọ này thì các bác thắc mắc là lọ gì thì đây là lọ mì tôm. Mình lấy nhầm thôi. Ok. Đây chúng ta có thể thấy một cận cảnh cái món bạch tuộc đang được tẩm ướt đây. Thì cái con bạch tuộc này nó rất là, có lẽ nhiều người nhìn thấy thì ghê nhưng mình cảm nhận được là cái con bạch tuộc này ăn nó rất là ngon. Tại vì nếu như mực hay bạch tuộc ăn thì nó đều là một món đặc sản cả. Thì có lẽ phải chờ một lúc nữa để cho nó ngấm gia vị đã. Đây chính là một cái bếp điện mình mua được ở trên Lazada. Thì cái bếp này như là mua giảm giá là 200k hay 300k không nhớ, nhưng mà hình như tầm 245.000. Cái bếp này cũng chả có thương hiệu gì đâu, nhưng mà dùng cũng khá là ok. Thì review cái bếp nhỉ. Cái bếp này thì ngoài cái phần bếp, thân bếp này thì nó sẽ đi kèm một cái phần đầu điện như này. Thì cái phần nung nóng nó sẽ nung bằng cái này. Thì chúng ta sẽ tiến hành nướng bạch tuộc thôi. Một chút mình cắm điện đã. Ok, cắm cái này vào đây. Nó có một cái đầu
cắm vào chỗ này. Và cái này rất là nhanh thôi, nó có 5 cấp đây này. Đấy, từ 0 đến 5. Mình sẽ để luôn cấp 5 cho nhanh. Rồi, cắm điện. Xong. Nó đã lên đèn đây. Cái mất đi đồ ăn thì review bếp điện đi. Thì chúng ta sẽ chờ một lúc để cho bếp bắt đầu nóng lên và chúng ta sẽ tiến hành nướng bạch tuộc. Ngoài trông có vẻ ngon đây. Úi dồi, bắn hết cả dao ăn rồi. Thì có lẽ rất ít những người làm review đi nấu ăn ở trong cái studio như mình đúng không? Gọi là studio cho vui, thực ra có một cái bàn mà có cái gì đâu. Thì chúng ta sẽ tiến hành thả bạch tuộc vào nhá. Vì đang để ở cấp số 5 nên thì nó cũng có 4 con thôi. Cái nướng cũng sẽ khá là nhanh. Cái gì là cái gì đây? Ruột à? Rồi, chúng ta sẽ bỏ cái này ra. Cái này vừa nướng chúng ta phải vừa căn cái bếp nhá. Mùi rất là thơm các bạn ạ. Bắt đầu con bạch tuộc nó phồng lên này. Cái này là cái gì đây nhỉ? Tim à? Bạch tuộc nó cả tim. Con bạch tuộc bắt đầu nó phồng lên rồi. Đấy, nó phồng to chưa? Mình có khả năng mình sẽ để nhỏ rửa lại. Vì số 4 đó. To còn nó cháy. Nó bắt đầu phồng ra rất là to. Thì cái giá của bạch tuộc này thì nó cũng khá là rẻ thôi. Mình nhớ mình mua 4 con này khoảng tầm 70 mấy nghìn ý. Cho là 80 nghìn đi thì là 20 nghìn một con. Không biết ở ngoài quán thì bán thế nào. Nó ra một cái nước màu vàng vàng như kiểu nước nghệ ấy. Mà cái bạch tuộc này mình mua về mình cũng chả biết nó có tươi không. Tại vì lúc mua về đã không thấy nó động đậy gì nữa rồi. Thì nhưng mà theo người bán hàng thì họ vào là mực tươi ấy. Tươi tất nhiên phải bò ở trên lổn nhổn như về nó thấy nó nghèo từ tắm hoánh qua đời rồi. Khói bốc lên rất là thơm các bạn. Ui. Bắt đầu màu đen rồi, cho lửa, cho lửa, cho lửa. Nhưng mà để lửa to nó cháy mất. Bắt đầu thì nó đen đen rồi này. Vậy như nó ra cái nước màu đen đi chứ không phải là nó. Nếu để ở số 5 thì cái bếp này nó sẽ không tự ngắt nhá. Ở các cái chế độ từ 1 đến 4 thì bếp nó sẽ tự động nó điều chỉnh. Nếu mức quá nhiệt thì nó sẽ tự động ngắt. Nhưng mà để ở mức 5 thì nó sẽ cháy, cháy đến khi cháy bếp luôn. Ủa, nó ra cái gì nó xì xì ghê quá. Nhìn có vẻ không ngon lắm. Lại đầu tiên làm cái review món ăn. Con này nó lại xì này. Rồi. Đây là nướng trực tiếp nhá. Chứ không phải là ấy. Ghê quá. Đây, bạch tuộc nướng đây. Sao nó đen xì thế này. Nhìn trông ghê, kinh dị luôn. Em biết chín chưa? Tắt 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 tắt. Ủa nó đen xì luôn. Ghê quá. Cái nhiều khả năng. Xin lỗi các bạn. Mình hít phải cái khói. Không phải như món này fail rồi. Ăn không phải không ngọt ngon đâu. Đen thui à. Ủa.
thêm tí nữa là này, nướng bằng than hoa hay là nướng mọi thì sẽ ngon hơn, chứ còn nướng bằng bếp điện thì nó không có cái vị của món nướng đâu. Nhưng mà vì cái điều kiện mình nó không được có điều kiện để dùng bếp củi hay là dùng cái than hoa ấy, thì tôi dùng bếp công nghệ vậy, dùng bếp điện. Đây là một cái bếp nướng điện mua từ Lazada nhé. Còn cái link mua này chắc là mình cũng không nhớ đâu, các bạn có thắc mắc là hỏi xin link mua thì thông cảm với mình nhé. Mực của chúng ta bắt đầu chín rồi, có lẽ là mực ăn sống được mà. Ui, nó lại đen xì thế này nhỉ. Còn ăn trong lúc nào mình chế biến nó không đúng lắm, nghe nó hơi đen. Ta. Sẽ chờ một lúc cho nó chín thêm một lúc nữa. Nhìn ghê quá, không thấy ngon gì. Cái này mà tí nữa đi rửa bếp mệt. Như vậy là sau 15 phút hụi đảo dở đun vặn các kiểu thì đây là cái thành quả của mình. Đây chính là món bạch tuộc nướng than. Không hiểu sao nướng ở trên bếp điện nó lại đen xì này. Quả đang lúc mà mình chế biến cái mực này nó không được đúng kỹ thuật lắm nên là mặc dù mình đã bỏ hết cái ruột cái mật mật nó đi rồi mà không hiểu sao đến lúc vẫn bị ho vì cái khói của nó. Mà không hiểu sao đến cái lúc mà thành quả nó lại đen xì như này thì chắc là phải ăn thử xem thế nào. Chúng ta sẽ chấm cái này với, thứ nhất là có thể chấm với gia vị tương ớt thì ăn thử xem miếng thế nào, mà không biết đã chín chưa. Thằng trắng này chắc là chín rồi, dài quá cắt mãi không được. Đây chính là cái miếng này nét đen thui luôn. Đây chính là cái miếng bạch tuộc nướng mình sẽ chấm thử với, nhất là với gia vị xem nào. Tuộc chấm gia vị nó mới máu. Ăn nó mùi như mùi ốc. Mùi không ngon như mực. Mực nó có mùi thơm hơn. Miếng này mình sẽ chấm với cái này, gọi là chấm lấy luôn cái resort. Chấm với tương ớt nhá. Để bóp ra đây, để kia cho phản cảm quá. Cái này sẽ chấm với cái tương ớt này nào. Ok, mời các bác nhá. Cái này chấm với tương ớt hợp, chấm gia vị cũng hợp lắm. Thì cái mùi nó xin lại bị thạc vì ăn vừa nói. Thì cái mùi nó giống cái mùi ốc, không có mùi của sa tế, không có mùi hạt tiêu, chỉ có mỗi mùi của tương ớt thôi. Có lẽ nhìn ra cái món này là mình bị fail, không được như ông đội và ăn không được ngon lắm. Thử miếng nữa đã, nào cũng mất công làm rồi. Cái con này không ngon thì thử cắt cái con khác xem. Trời ơi, cắt thử con này. Cắt thử cái miếng trắng trắng xem nào. Anh cả qua buổi chiều mới được có từng này thôi. Ôi trời, bóp luôn này cho nhanh. Dừng rú nó quen. Đây chính là cái miếng bạch tuộc chấm tương ớt. Mời các bác. Thứ hai đúng không ạ? Đánh giá không khắt khe lắm thì ăn được. Còn đánh giá mà con dao nhìn chung một cười nhỉ, thì có vẻ như không ngon. Có vẻ như đây là một thử nghiệm thất bại rồi.
Bà ơi, bà ăn không? Này chắc là mình sẽ mang cái này cho bà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu thấy clip hay và ý nghĩa thì nhớ like, subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo của Tài Bẩn này. Mực nó dính đầy này. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.